Khoa học Việt công bố nghiên cứu trên tạp chí số 1 thế giới. Với tôi, trở về Việt Nam làm việc là lựa chọn tốt. Giảng viên Việt Nam mở triển vọng điều chế nhiên liệu sạch hydro ưu việt. Đó là một số các bài báo được đăng gần đây trên các trang báo mạng của Việt Nam. Và nhà khoa học được nhắc đến chính là tiến sĩ Trần Đình Phong, người vừa có những nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Materials, tạp chí số 1 thế giới về khoa học vật liệu. Tiến sĩ Trần Đình Phong bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành hóa học tại trường Đại học Paris 11, Auxerre, Cộng hòa Pháp vào năm 2007. Thời gian sau đó, vào năm 2015, tiến sĩ Phong làm việc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Khoảng thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, tiến sĩ Trần Đình Phong có mặt tại các buổi hội thảo, buổi gặp gỡ cùng những người bạn có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Tích cực tham gia vào những sự kiện này giúp anh có cơ hội giao lưu, hiểu thêm về đời sống khoa học của phòng thí nghiệm cũng như thu nhận những kiến thức từ những người có kinh nghiệm. Đây cũng là cơ hội giúp cho anh phát triển đam mê nghiên cứu khoa học. Quá trình trải nghiệm nghiên cứu cùng với các giáo sư hàng đầu đã kích thích khả năng tư duy, khiến cho tiến sĩ Trần Đình Phong càng đam mê tìm tòi, nghiên cứu. Tôi học rất là nhiều, cả về kinh nghiệm, cả về cách suy nghĩ, cả về cái niềm đam mê cũng là một cái thứ mà mình học được từ họ. Mình không, tất nhiên là đam mê thì nó đến từ bản thân, nhưng mà mình cũng học được cái cách là người ta nuôi dưỡng cái đam mê như nào, chứ không chỉ nói là tôi thích làm mà là tôi làm được. Trở về Việt Nam, tiến sĩ Trần Đình Phong làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Hiện anh là giảng viên tại Khoa Khoa học Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano của trường. Làm việc tại đây, anh tiếp tục cống hiến cho khoa học với những nghiên cứu thiết thực cho cuộc sống. Ngoài ra, anh còn phụ trách một nhóm các sinh viên nghiên cứu khoa học. Đây là cơ hội cho anh có thể chia sẻ, giúp đỡ cho các bạn trẻ có thêm nhiều kiến thức về khoa học. Những buổi làm việc nhóm như thế này cũng chính là cách mà tiến sĩ Trần Đình Phong có thể giải thích, hướng dẫn, định hướng cho sinh viên cách thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Công việc của tôi là phải làm thế nào đấy để phát triển cái nhóm nghiên cứu của mình. Và tôi rất là mong muốn là ngay tại Việt Nam, với cái điều kiện, chắt chiu những cái điều kiện mình có thể, thì có thể mình không nhanh, nhưng mà mình mất nhiều thời gian hơn các đồng nghiệp của mình, nhưng mình có thể xây dựng được một cái nhóm nghiên cứu với một cái phòng thí nghiệm mà mình có thể đều đặn công bố, tiến hành những cái nghiên cứu mà nó ở cái đẳng, nó ở cái trình độ của khu vực ở châu Á, và có thể được cái cộng đồng khoa học thế giới người ta nhìn nhận một cách chính xác. Đây là nơi mà hàng ngày tiến sĩ Trần Đình Phong cùng các sinh viên thực hiện những thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Các bạn sinh viên được tổng hợp mẫu bằng phương pháp hóa học như đun, sấy, thủy nhiệt hoặc thực hiện các phép đo về điện hóa, đo tính chất quang xúc tác và đo phổ hấp thụ. Tiến sĩ Trần Đình Phong luôn là người hướng dẫn nhiệt tình giúp sinh viên hoàn thành thí nghiệm. Đó không chỉ là cách anh giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức, mà còn truyền tình yêu khoa học cho sinh viên. Thì đòi hỏi mình phải có tính tự lập khá cao, phải chịu khó đọc và tìm tòi về tài liệu. Và thầy cũng bắt là mình phải hiểu vấn đề, cái quan trọng nhất là hiểu vấn đề. Và cho nên là mình phải nắm chắc kiến thức cơ bản rất tốt. Qua những cái thí nghiệm hoặc những công việc em làm ở đây thì em thấy là mình có học được tính tự lập, tính chủ động trong công việc. Và đây là nữa là phương pháp mình giải quyết những cái vấn đề trong nghiên cứu. Mình biết là phải tìm tài liệu ở đâu, tìm chỗ nào để đọc. Cậu sinh viên đang say mê với thí nghiệm này là Nguyễn Nhật Linh. Nhật Linh thuộc nhóm nghiên cứu mà tiến sĩ Trần Đình Phong phụ trách. Tại đây, Linh cùng người thầy của mình
đang thực hiện thí nghiệm về điện hóa. Quá trình thực hiện sử dụng các chất của các kim loại chuyển tiếp để sử dụng làm xúc tác cho phản ứng tách nước, tạo thành hydro và oxy. Việc thực hiện thí nghiệm có thể áp dụng vào các thiết bị dùng cho quang điện tử và có thể chuyển hóa dòng điện tử năng lượng mặt trời. Cùng làm việc với tiến sĩ Trần Đình Phong, sinh viên Nguyễn Nhật Linh đã học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm từ người giảng viên trẻ tuổi này. Em đã thực sự học hỏi rất nhiều điều từ thầy. Với phong cách làm việc rất là chuyên nghiệp, tại vì thầy đã có rất nhiều năm công tác ở nước ngoài, ở Singapore và Pháp. Em cũng có thể nâng cao được trình độ tiếng Anh của mình khi làm việc với thầy, tại vì có nhiều thứ là bọn em được học bằng tiếng Anh và cách từ chuyên ngành đấy thì rất khó để chuyển sang tiếng Việt được. Thì điều đấy cũng giúp ích cho bọn em rất nhiều, tại vì khi mà làm việc, bọn em sẽ làm việc với khá nhiều người nước ngoài, người ta cũng sẽ không biết được những cái từ chuyên ngành ở Việt Nam, thì mình sẽ dễ dàng hơn trong việc trao đổi. Nếu bây giờ bọn em muốn thì bọn em có thể đo cái em tính ra 0.4V, nếu mà phản ứng của em 100%. Tiến sĩ Trần Đình Phong luôn muốn giúp sinh viên của mình có thể nhận thức đúng vấn đề trong nghiên cứu, cũng như có thêm nhiều kiến thức để có thể tiếp tục đam mê khoa học. Điều đó được anh thể hiện ngay trong buổi thí nghiệm như thế này. Vì hai cái này nó là hai cái mô hình ở trong công nghiệp ấy. Mô hình thật trong công nghiệp, cái pin nhiên liệu chạy thật ở trong xe Toyota nó là cái này này. Xe Toyota nó chạy bằng cái này, tất nhiên nó chạy công suất lớn hơn nhiều. Còn trong công nghiệp mà sản xuất hydro người ta cũng có thể sản xuất bằng cái này. Tất nhiên hydro nó còn sản xuất bằng từ khí tự nhiên nữa. Thì cái vấn đề là trong hai cái thiết bị này á, cái phần tắt nhất á là xúc tác platinum. Cái phần hai cái lớp active ở trong này này, nó đều có platinum. Đó. Thì mình cần phải thay cái platinum đấy, thay cái bạch kim ấy, mình gọi là bạch kim ấy, bằng một cái gì đấy rẻ tiền hơn. Thì cái xúc tác mà Linh với bọn em đang làm ấy, là để thay cái platinum đấy. Đúng không? Thì ví dụ như là cái molybden sulfide ấy, là cái mà có thể thay được platinum. Em thấy không? Bọn em tắt rồi nó vẫn cứ chạy như thường. Trong khi cái bên này tắt một cái thì dừng lại. Thông qua thí nghiệm này em thấy đây là cái rất cần thiết cho tương lai. Khi mà mình hết dầu mỏ cũng hết than đá để đốt, mình có thể dùng ngay chính năng lượng vô tận từ thiên nhiên, từ mặt trời hoặc là từ các nguồn khác, thậm chí là điện, để tạo thành năng lượng sạch của mình. Nó khá là vĩnh cửu, tại vì hiệu suất nó rất là cao. Thầy hướng dẫn rất là nhiệt tình, rất là cởi mở. Và mặc dù tuổi tác giữa thầy và bọn em chênh lệch khá cao, khoảng hơn 10 tuổi, một người 9x, một người 8x, nhưng mà em cảm thấy mình làm dân khoa học mà, nên là ngôn ngữ nó rất là, nó có gì đấy nó kết nối dễ dàng hơn và bọn em có thể hiểu dễ hơn. Đồng hành cùng với tiến sĩ Trần Đình Phong trên hành trình theo đuổi đam mê khoa học, còn có sự hỗ trợ của những người bạn nước ngoài. Họ tạo điều kiện giúp cho Trần Đình Phong cùng nhóm nghiên cứu có thể thỏa mãn niềm đam mê khoa học ở ngay chính phòng thí nghiệm của mình. Of Professor Phong and his team, of course, his work is really important. Otherwise, we won't support him. So, you know that here in USTH, we want to have Vietnamese, high-level Vietnamese people. And Professor Phong is one of the highest level here that we have in USTH. In USTH, about nanotechnology, which is his specialty, he is one of the best young leader in Vietnam. So, not only USTH should support him, but also Vietnam, because USTH is a small university. So we need to have some affirmative action from a government about nanotechnology and so on. Về đây mình đã công bố những cái kết quả nó ở cái trình độ mình có thể nói là nó tương đối cao. Thế thì đấy là một cái điều mà mình nghĩ là khi mà các em sinh viên nó tiếp xúc vào những cái nghiên cứu mang tính thời sự như vậy á, thì các em nó sẽ học tốt hơn. Các em nó tiếp cận tốt hơn, và nó sẽ khi mà các em đi ra ngoài, ví dụ đi Nhật, đi Hàn, hoặc là đi sang Pháp thực tập, hoặc là đi sang làm nghiên cứu sinh, thì các em ấy sẽ có được cái sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Tiến sĩ Trần Đình Phong và đồng nghiệp
đã tìm ra cấu trúc, cơ chế hoạt động của molybdenum sulfide vô định hình, một xúc tác có thể thay thế cho vật liệu đắt tiền là bạch kim trong phản ứng điều chế nhiên liệu sạch hydro từ nước. Mới đây, nghiên cứu này được công bố trên Nature Materials, tạp chí số 1 thế giới về khoa học vật liệu. Việc công bố nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để tiến sĩ Trần Đình Phong cùng các đồng nghiệp thiết kế, chế tạo các vật liệu xúc tác mới, ưu việt hơn, tiến tới thiết kế, chế tạo một lá xanh nhân tạo hoàn chỉnh cho việc tách hydro từ nước sử dụng năng lượng mặt trời. Để mà làm ra cái nhiên liệu hydro mà rẻ là mình cần phải thay thế tất cả những cái thành phần đắt tiền ở trong đấy bằng những cái gì rẻ tiền dễ làm. Thế thì cái nghiên cứu của tôi hy vọng là nó sẽ có được một cái ảnh hưởng đến cộng đồng ở cái chỗ là mình biết được cái cấu trúc của cái xúc tác mà rất là hứa hẹn như thế rồi, biết được nó hoạt động như thế nào. Thì mọi người sẽ dựa trên những cái hiểu biết đấy và người ta sẽ tìm được cái cách, có thể là nhóm tôi, có thể một nhóm khác, có thể nhiều nhóm khác, tìm được cái cách làm cho nó tiến gần đến cái vàng trắng, cái platin, cái bạch kim. Hoặc là có thể dựa trên những cái hiểu biết về cấu trúc, về cách hoạt động đấy, họ thiết kế từ một cái khác, nó còn tốt hơn và rẻ tiền hơn chẳng hạn. Một trong số những người cùng thực hiện nghiên cứu khoa học này với tiến sĩ Trần Đình Phong là anh Trần Viết Thứ, hiện đang là giảng viên trường Học viện Kỹ thuật Quân sự. Anh biết đến tiến sĩ Phong khi đang làm thực tập sau tiến sĩ tại Nhật Bản, cũng như thông qua các bài báo của tiến sĩ Phong cùng những buổi gặp gỡ tại các hội thảo khoa học. Sau đó, họ cùng nhau thực hiện đề tài khoa học này. Nghiên cứu này sẽ góp phần mở ra hướng đi tiếp theo trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu. Tiến sĩ Phong là một người nghiên cứu rất lâu năm về cái cấu trúc của vật liệu này, và vấn đề đó thì thế giới vẫn chưa có tìm ra được một cái lời giải đáp cho nó thích đáng. Cho nên là anh đã quyết tâm để làm rõ về cấu trúc của nó, và tôi cũng nhận thấy rằng vấn đề đấy là vấn đề rất là quan trọng. Nếu như mình làm ra được thì là nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cái xu hướng nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực đó. Ngoài nghiên cứu được công bố trên tạp chí thế giới, tiến sĩ Phong còn là đồng tác giả của các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế như Nature Materials, Nature Chemistry, Science, Energy Environment Science và ACS Nano. Đây là những tạp chí khoa học uy tín và danh giá trên thế giới liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Việc được đăng trên các tạp chí này ghi nhận những đóng góp của tiến sĩ Trần Đình Phong trong quá trình nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ Phong là một người rất là đam mê nghiên cứu, và anh ấy quyết tâm giải quyết những bài toán lớn, những cái bài toán mà là những cái mà các nhà nghiên cứu ở trên thế giới họ cũng đang tập trung và giải quyết. Và tôi tin là cái hướng đó, cái cách tiếp cận đó thì sẽ giúp chúng ta ghi dấu được vào trong những cái bài toán lớn của thế giới, chứ không phải chỉ là giải quyết những cái bài toán mà các nhà nghiên cứu ở trong nước quan tâm. Tình yêu dành cho khoa học của tiến sĩ Trần Đình Phong lúc nào cũng thôi thúc anh muốn làm điều gì đó hơn nữa để đóng góp cho cộng đồng. Anh vẫn tiếp tục những nghiên cứu với ứng dụng cao hơn, đó là sử dụng các vật liệu rẻ tiền nhưng mang lại hiệu quả cao, đưa khoa học vật liệu và công nghệ nano vào để tăng giá trị sản phẩm, để có những ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Đồng thời, người giảng viên đầy nhiệt huyết này còn thắp sáng niềm đam mê khoa học cho sinh viên, cũng như tạo điều kiện cho các em phát huy khả năng. Từ đó, các bạn trẻ sẽ tự tin giới thiệu về các nghiên cứu của mình ra thế giới. Và trên con đường đó, tiến sĩ Trần Đình Phong vẫn luôn đồng hành và lan tỏa tình yêu khoa học đến với các bạn trẻ.